Thạch tùng răng cưa gây thuốc quý cho bệnh sa sút trí tuệ. Thạch tùng răng cưa từ lâu trong y học cổ truyền đều biết đến rất nhiều công dụng chữa bệnh thường phối hợp với một số vị thuốc khác để chữa viêm gan cấp tính, mắt sưng đỏ đau, phòng thấp nhức xương và ho mạn tính. Cây thạch tùng răng cưa còn được dùng trị da mồ hôi trộm, quáng gà, phụ nữ có triệu chứng đẻ non, trẻ em bị bại liệt sau di chứng của một số bệnh. Ngày nay, qua nhiều nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra những công dụng quý của nó trong việc ngăn ngừa teo não, sa sút trí tuệ ở người già. Hoạt chất chính của thạch tùng răng cưa hupesin A, một loại alkaloid. Hupesin A được các nhà khoa học Trung Quốc chiết xuất lần đầu tiên vào năm 1948. Sau khi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Trung Quốc được chính thức công bố, thì rất nhiều nhà nghiên cứu khoa học trên thế giới tập trung nghiên cứu và đưa ra kết luận về tác dụng của hupesin A trong việc chữa trị các bệnh về suy giảm trí nhớ, trong đó có bệnh Alzheimer của người già. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, hoạt chất hupesin trong cây thạch tùng răng cưa không chỉ hỗ trợ não bộ của người Alzheimer, người già có biểu hiện suy giảm trí nhớ mà còn hiệu quả trong việc cải thiện trí nhớ ở người lớn khỏe mạnh. Do đó, hiện nay một số công ty dược lớn trên thế giới đã phối hợp vị thảo dược quý này với một số hoạt chất khác như Ginkgobiloba, DHA, vitamin nhóm B để khắc phục tình trạng suy giảm trí nhớ, làm việc kém tập trung, để cải thiện trí nhớ, hỗ trợ điều trị bệnh Alzheimer. Chuẩn bị thạch tùng răng cưa khô 6g, nước sôi 500ml, bình giữ nhiệt một cái, đem rửa qua nước sạch một lần. Bỏ cây thuốc vào bình và tráng qua nước sôi một lần. Thêm khoảng 350ml nước sôi vào bình, đậy kín nắp và ủ trong thời gian khoảng 20 phút là dùng được. Nước hãm uống thay nước hàng ngày như một loại trà.